Quá trình lựa chọn nhân vật tượng trưng hay còn gọi là mascot cho Vietnam Airlines thì thực sự là một quá trình cực kỳ là khó khăn, do có rất nhiều là phương án đã được đưa ra như bầu trời hay những đám mây, cánh sen vàng hay đội ngũ phi công, tiếp viên, thợ máy rất là tận tình của Vietnam Airlines. Và sau rất nhiều thảo luận thì bộ ba mascot đã chính thức xuất hiện với ba nhân vật chính là Ruler, Neo và Paper Plane. Trong đó thì Ruler và Neo thì được lấy cảm hứng từ đội tàu bay hiện đại của Vietnam Airlines, còn Paper Plane thì được lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay giấy mang theo mình ước mơ, những hoài bão, dù khởi điểm thì có rất là khiêm tốn. Ruler và Neo hay Paper Plane thì cùng là một đội tàu tạo nên một học viện Sky Academy. Sky Academy là một ngôi trường nội trú, và để trở thành những phi công thì mỗi học viên sẽ trải qua kỳ học kéo dài từ 2 cho tới 3 năm. Và chính từ đây, những câu chuyện hấp dẫn, thú vị về quá trình trưởng thành của các học viên sẽ được Vietnam Airlines bật mí trong thời gian sắp tới. Ba mascot của Vietnam Airlines thì gồm có Ruler. Ruler là một chàng trai độ tuổi 18 với những ước mơ được sải cánh trên bầu trời. Đây là một anh chàng với ngoại hình cao lớn và khuôn mặt nghiêm nghị. Còn nhân vật thứ hai đó chính là Neo. Neo là một cô gái hơi yểu điệu với khuôn mặt đáng yêu và bầu bĩnh. Và một nhân vật nữa rất là đặc biệt đó chính là Paper Plane. Paper Plane là một chàng trai có thể nói là hơi mơ màng, lấy cảm hứng từ những chiếc máy bay bằng giấy, giống như một món đồ chơi của trẻ em trên giấy in những phác thảo và tính toán về sơ đồ hàng không. Trong Sky Academy, ba nhân vật này không chỉ là những tài năng riêng lẻ mà còn là một đội ngũ hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một nhóm phi công đặc biệt. Trong quá trình trưởng thành của họ là một hành trình đầy cảm hứng. Họ không chỉ học về cách lái máy bay mà còn dành thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến để phát triển ngành hàng không theo hướng tiến bộ và bền vững hơn. Hành trình của các nhân vật truyền đi một thông điệp về sự chinh phục bầu trời, những kiến thức và những vùng đất xa xôi. Và từng nhân vật mascot đại diện cho những ước mơ của mỗi người chúng ta, như là Paper Plane thì mặc dù chỉ là một chiếc máy bay giấy thôi, nhưng cậu là một nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, nhắc nhở rằng dù khởi điểm của chúng ta có khiêm tốn đến đâu, nhưng với mỗi ước mơ thì đều xứng đáng để chúng ta được theo đuổi. Hay là Neo, cuộc đời của cô bé thiên tài Neo là một hành trình rất là đầy cảm hứng và truyền, đặc biệt là truyền cảm hứng cho nữ giới. Cô bé thiên tài này là một biểu tượng của sự kiên cường, trí tuệ và lòng dũng cảm, không chỉ theo đuổi đam mê trong khoa học của mình mà còn sự đấu tranh trong công bằng và bình đẳng giới. Còn với Ruler, cuộc hành trình của Ruler là một cậu bé sống trong kỷ luật đến việc trở thành một người trẻ rất là cởi mở, tìm ra một công việc đam mê, là một hành trình phát triển đầy thách thức nhưng cũng rất là xứng đáng. Cậu đã học được rằng là cuộc sống không chỉ lúc nào cũng theo đuổi một khuôn mẫu cố định, mà mỗi người đều có quyền để tự do khám phá và thể hiện chính mình. Mỗi mascot sẽ trở thành một đại sứ để truyền tải một cái câu chuyện, một cái thông điệp của Vietnam Airlines đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ, để giúp các bạn hiểu thêm về ngành hàng không, một ngành mà còn rất là mới mẻ với đa số mọi người. Đồng thời thì chúng tôi cũng muốn thúc đẩy các bạn khám phá thế giới thông qua các nhân vật của chúng tôi, từ đó trẻ hóa thương hiệu Vietnam Airlines và thu hút khách hàng trẻ tuổi. Vietnam Airlines mong muốn mỗi linh vật sẽ trở thành một cầu nối giữa Vietnam Airlines và các hành khách, để từ đó gắn kết bền chặt hơn nữa. Hình ảnh của thương hiệu Vietnam Airlines sẽ ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người một cách tích cực và tốt đẹp. Bên cạnh đó thì ra mắt mascot cũng thống nhất việc sử dụng hình ảnh, nhận diện, sử dụng chung trong toàn bộ các cơ quan đơn vị của tổng công ty. Đầu tiên thì đó chính là những câu chuyện rất là đời thường của các mascot. Các bạn mascot này chính là những đại sứ dễ thương, giúp trả lời các câu hỏi của khách hàng thông qua chatbot AI hay là Holobox. Chúng ta cũng sẽ thấy các bạn ở các sự kiện cả online và offline với các món quà rất là dễ thương, hay là các cái sticker trong các đoạn chat của chúng ta với vô vàn biểu cảm ngộ nghĩnh. Ngoài ra thì Vietnam Airlines sẽ còn cho ra mắt bộ truyện tranh về các nhân vật mascot trong thời gian sắp tới. Tôi rất là mong chúng ta cùng đón chờ các sản phẩm này nhé.